Mỹ Sư xin chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đang cùng đến với một game show với tên gọi Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, chương trình của chúng ta được phát sóng định kỳ vào lúc 21:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Đây là một khuôn viên để chúng ta có thể lưu thông ở trên đường đi về nhà, đúng không ạ? Hy vọng rằng thông qua chương trình này, chúng tôi sẽ nhắc nhớ lại những kiến thức về luật giao thông cho chính tất cả quý vị khán giả để chúng ta có thể chấp hành luật giao thông một cách nghiêm túc hơn. Và ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều thông điệp đơn giản thôi. Chúng ta hay tìm những hạnh phúc riêng cho bản thân mình, nhưng bản thân Minh Sù nghĩ rằng hạnh phúc nhất đối với chương trình này là về nhà an toàn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 vòng chơi rất là thú vị dành cho 2 đội chơi. Và 2 đội chơi này sẽ có một thành viên là một vị khách mời rất là đặc biệt và dễ thương đến từ chương trình sẽ kết hợp cùng với một người chơi bình thường. Để xem ngày hôm nay ai sẽ gặp gỡ tất cả quý vị khán giả nhé. Xin mời đội chơi đầu tiên. Cái gì vậy? Cái gì mà bay quá chị bay vậy? Mia! Đi gì á? Em thấy cái game tựa đề là về nhà đi ăn là em đi về. Tới đây tham gia chương trình chơi rồi biết luật này kia nó mới đi về được chứ, đúng không? Xin được giới thiệu ca sĩ Mia! Chào Mia, gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả và giới thiệu thành viên trong đội của mình ngày hôm nay nha. Dạ, Mia và Quang Minh. Ngày hôm nay rất hân hoan có mặt tại chương trình Về Nhà Đi Ăn. Bây giờ để Minh giới thiệu nha, Quang Minh. Lời đầu tiên thì cho phép Quang Minh xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị các bạn đang xem đài và anh Minh Sù. Mình là Quang Minh và hiện tại thì Minh đang làm diễn viên và là một MC. Nhìn mình là một đội đúng không? Giờ Minh với Mia không? Nó có chữ M, chữ Y, nó giống nhau. Nó làm gì cho nó khớp nhau? Chúng em là đội M Bình Phương. Bây giờ tấp nhẹ sang bên trái để biết được đối thủ của mình ngày hôm nay là ai. Dạ. Quý vị thân mến, đối đầu lại với đội M Bình Phương, không biết là đội sẽ là tên gì. Xin mời đội chơi thứ hai. Wow. Chào em. Nó lạc rồi kìa, anh lạc rồi. Xe quá. Từ từ, tôi băng qua đường từ từ. Để đèn đi bộ được chứ, Đèn đỏ. Rồi, dắt bạn qua. Nhưng mà đi như vậy là sai luật. Sao không có cái vạch người đi bộ đúng không? Tại vì không có cái vạch đi sang đường mà dám đi sang kia. Đó hay chưa? Đó, hay sai chưa? Lỗi em. Bây giờ mình chuộc lỗi lại bằng cách giới thiệu nè. Đầu tiên xin cho phép Dương Tuấn Kiệt gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Về Nhà Đi Ăn. Còn đây là thành viên của đội của Jin. Xin chào tất cả mọi người, chào đợi chơi, chào anh. Em tên là Thúy Nguyên, hiện tại em đang là sinh viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Nguyên, hôm nay đến đây với anh Jin bằng gì? Dạ, tụi em đi bộ mới băng qua đường sai luật đó, trời ơi. Ủa vậy hả? Ủa vậy là mình chưa biết lái xe hả? Dạ không, hai tụi em mới có 8 tuổi thôi đúng không anh? 8 tuổi đi về, mấy đứa 8 tuổi đi về. Chương trình này dành cho ai có bằng lái rồi mới được chơi. Dạ 18 tuổi, nó lộn hết số 1. Dễ sợ, lật lộn dễ sợ. Bên đây là đội M Bình Phương, bên mình là đội gì nào? Đây thấy đèn giao thông nhiều quá, thôi em đặt đội là đèn xanh đèn đỏ đi. Quý vị thân mến, hai đội chơi ngày hôm nay sẽ đối đầu cùng với nhau trong 3 vòng thi. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ trả lời thật là đúng những câu hỏi về luật giao thông ngày hôm nay và mang về những giá trị thi thưởng thật là cao. Còn bây giờ, mời đội M Bình Phương và đội đèn xanh, đèn đỏ về chỗ. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng đầu tiên mang tên là vòng khởi động. Luật chơi ở vòng thứ nhất như sau. Luật chơi vòng 1, khởi động. Tại vòng 1 sẽ có 2 lượt chơi. Hai đội chơi sẽ cử ra một thành viên để thi đấu đối kháng với đôi bạn. Chương trình sẽ đưa ra 10 biển báo giao thông. Đội chơi có 60 giây để ghi nhớ vị trí và tên của từng biển báo. Ghi nhớ xong, chương trình sẽ thay đổi 5 biển báo bất kỳ trong 10 biển báo ban đầu. Sau đó, đội chơi phải đoán tên 5 biển báo đã được thay đổi. Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với một món phụ tùng. Cho mình sự hỏi các bạn là khi mà chúng ta đi học bằng lái xe đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì nhiều nhất? Jin, em gặp ông thầy nhiều nhất. Gặp ông thầy.
Còn những cái khác là em không nhớ? Em có nhớ chứ, em gặp xe để mình tập. Dạ. Xa hình để mà mình tập lái. Đó, ok. Còn Nguyên, em sẽ thấy cái gì? Em thì cái lúc mà em học bằng lái á, là em mua cái cuốn đó về em tự học ở nhà. Xong rồi cái ngày mà đi thi thì lên thi thôi. Với mình thi lý thuyết thôi, rồi nó không thi được. Thực hành thì không thực hành, mình tự lập mà anh. Có thầy dạy chứ. Jin là học lái ô tô, em học lái xe máy. Hai cái nó khác nhau dữ lắm. Và bây giờ vòng đầu tiên này, hy vọng rằng mọi người sẽ quen hơn với những biển báo giao thông. Đây chính là thử thách của các bạn nha. Nhìn bên cánh phải của em. Đó. Ở đây có rất là nhiều những cái món đồ phụ tùng nha. Nha. Làm sao để chúng ta có thể về nhà an toàn được? Phải có xe đúng không ạ? Mà xe thì cần phải có rất là nhiều phụ tùng như thế này. Các bạn phải làm sao hai vòng chơi đầu tiên mà lấy được 8 cái món phụ tùng này thì chúng ta mới đến với vòng 3 được. Và vòng 3 thì cái giá trị tiền thưởng rất là cao. Hai đội chơi thân mến, chúng ta sẽ có hai lượt chơi. Mỗi người sẽ chơi một lượt. Lượt nào mà mình không chơi thì mình qua ghế để mình ngồi. Dạ, giống như là cái trạm rửa xe đó. Ngồi chờ chừng nào xe rửa xong rồi mình đi. Bây giờ các bạn lựa chọn đi, ai là người chơi đầu tiên? Thôi bây giờ hai chị em mình đều mất trí nhớ hết. Đều mất trí nhớ hết, đều mất trí nhớ hết. Bây giờ mình cái gì vậy? Đầu xì đi. 1, 2, 3. Thảo quyết định. Em chơi đi. Mời Mia qua đây ngồi. Sao đội của Jin với Nguyên? Dạ đội của em là anh của em chơi trước. Hai chàng trai thân mến, đây là lượt đầu tiên cho nên hy vọng rằng là Jin cùng với Minh sẽ xem thật là kỹ nhé. Và bây giờ, thời gian 60 giây dành cho hai chàng trai xem 10 biển báo. Bắt đầu. Ghi nhớ thật kỹ nha, chúng tôi có hai màn hình lận. Màn hình bự dễ coi hơn. Tám, bảy, sáu, năm, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Và thời gian đã hết. Các bạn thân mến, đó chính là 10 biển báo mà chúng tôi dành tặng cho hai chàng trai. Thế thì ví dụ nghĩ rằng là luật giao thông hoặc là biển báo giao thông hoặc là cái cách mà chúng ta tham gia vào giao thông ở trên đường thì mình cũng đã nắm một phần thôi. Thế còn mà mình nhớ hết thì cũng không thể nào. Thế bây giờ mình sẽ bổ sung kiến thức bằng việc nhớ những biển báo nhé. Hãy cho Minh Sù biết được vị trí nào đã được thay đổi và đọc tên biển báo cũ ở cái vị trí đó. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho các bạn xem bức hình có 10 biển báo đã được thay đổi 5 vị trí. Xin mời. Các bạn chuẩn bị tinh thần để nhấn chuông giành quyền trả lời nha. Thời gian giành quyền trả lời bắt đầu. Mời Jin. Theo như em nhớ là biển số 4 bị thay đổi. Biển gốc là biển cảnh báo phía trước đường hẹp bên phải. Biển cảnh báo phía trước đường hẹp bên phải. Đáp án của chương trình là chính xác. Chúc mừng. Biển báo đường bị hẹp bên phải, quá là xuất sắc. Minh, lượt thứ hai của em. Em nhớ nó là cái số 7. Tại vừa rồi nó là cái biển giao nhau với đường sắt có rào chắn. Biển số 7 giao nhau với đường sắt có rào chắn là đáp án không thể sai được. Chúc mừng. Hay quá em ơi. Mỗi đội đã có một điểm cho mình rồi. Và bây giờ lượt tiếp theo thuộc về Jin. Theo em nhớ là biển được thay đổi là biển số 9. Và cái biển số 9 bị thay đổi là biển gốc là cấm ô tô rẽ trái. Cấm ô tô rẽ trái bị đổi thành biển cấm ô tô rẽ phải. Biển gốc là cấm ô tô rẽ trái. Đáp án của chương trình là hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Biển báo cấm ô tô rẽ trái. Còn Minh, bạn chắc chắn câu nào bạn trả lời câu đó? Em trả lời câu 10 trước, đó là dành cho người đi bộ. Số 10 đã được thay đổi và biển báo cũ với tên gọi biển báo dành cho người đi bộ. Đáp án của chương trình là một đáp án ngờ thôi. Chính xác, chúc mừng. Biển báo dành cho người đi bộ. Và bây giờ một điểm nữa dành cho Quang Minh rồi ha. Chúng ta chỉ còn lại một vị trí bị thay đổi mà thôi. Lượt tiếp theo xin mời Jin. Theo em nhớ biển số 5 bị thay đổi nè, là biển biển gốc là biển cấm đi thẳng. Biển gốc ở vị trí số 5 cấm đi thẳng. Nếu như đúng, Jin sẽ có 3 điểm, Minh sẽ có 2 điểm. Và đáp án của chương trình là chính xác. Chúc mừng.
hiện nay tạm thời đang dẫn đầu. 3 điểm thuộc về Trinh Tú Kiệt, 2 điểm thuộc về Quang Minh. Hãy cùng nhau xem lại đáp án của chương trình là như thế nào với những sự thay đổi vừa rồi. Xin mời. Đây, chúng ta có số 4, đường bị hẹp bên phải. Số 5, cấm đi thẳng. Số 7, giao nhau với đường sắt có rào chắn. Số 9, cấm ô tô rẽ trái. Và số 10 là đường dành cho người đi bộ. Đây chính là 5 vị trí mà các bạn đã tìm thấy. Và lượt 1 đã kết thúc. Và bây giờ, vỗ tay cho hai cô gái xuất hiện. Trời ơi, như một bà hoàng. Đó, đi nào em, đó. Mới đây không? Đã năng lượng, năng động. Chúc chị may mắn nha. Cảm ơn em. Chúc may mắn nha. Chị luôn may mắn. Tất cả niềm tin em dành hết cho chị. Đừng em lên chị. Như lượt đầu tiên, hai cô gái sẽ theo dõi 10 biển báo hoàn toàn khác. Và bây giờ, lượt 2, 10 biển báo bắt đầu. Không được viết gì hết lúc này. Ghi nhớ đi ạ. Sao chắc não nó cũng vậy? Não nó cũng sẽ thể thao lắm. Mọi người bình tĩnh cho chị em chơi được không? Nguyên kìa, bắt đầu dễ bùa. Đó, đã bắt đầu cố lượn lò, đó, ủa quay vòng. Trời ơi. 15 giây. Bắt đầu. Như khi đó là một chiêu thức ghi nhớ mới anh. Không, tiếng nhảy nhiều là quên à. Có mấy cái biển rất là dễ luôn á. Đúng rồi. 5, 4, 3, về chỗ. 1, hết giờ. Quên hết trơn luôn. Quên hết trơn luôn. Thế em có còn nhớ anh không? Dạ nhớ. Nhớ anh là được rồi. Nhưng hãy nhớ biển báo để có điểm em nhé. Mia, hình như là em có tài xế đúng không em? Em đâu có lái xe cho nên là mấy cái này em không quan tâm lắm hả em hả? Dạ đúng rồi. Nhưng em ơi, chương trình này được cập nhật cho tất cả chúng ta là như vậy. Phải ghi nhớ là ở đâu người tài xế của mình lâu lâu quên, mình nhắc cho người ta nhớ luôn. Dạ. Mình vừa quan sát, theo dõi chung với nhau để an toàn nhất. Em nhớ. Đúng. Nhớ nha. Dạ. Và bây giờ thời gian dành cho hai cô gái theo dõi 10 biển báo đã bị thay đổi 5 vị trí. Bắt đầu. Ồ, anh thấy thay đổi rồi nha. Rồi, Mia là người nhấn đầu tiên. Xin mời Mia trả lời. Biển số 8 thay đổi. Biển số 8 thay đổi. Chốt. Chốt. Tên gốc là gì? Đường ray cho người đi bộ. Đường ray cho người đi bộ. Hả? Đường ray cho... Ủa, ai khoan, người bảo nào đi trên đường ray? Ủa, kỳ quá, em kỳ quá. Em không nhớ cái tên. Đường ray cho người đi bộ. Ba má em bù em lắm. Ba má em bù em lắm. Ba má em bù em lắm. Đây là một biển báo hoàn toàn mới. Mới vừa được sáng lập bởi Mia. Đáp án chưa chính xác. Xin mời Nguyên. Em nhớ rất, rất kỹ. Ghê vậy? Thà là mình trả lời đi nha. Rồi, rồi, mình nhớ rất rồi, kỹ. Tôi sẽ lời sai nha. Tin tưởng em cái đầu tiên đi Gin. Cái đầu tiên em nhớ rất kỹ. Ok. Em số 2. Số 2. Cấm dừng và đổ xe. Biển gốc đúng không ạ? Dạ. Cấm dừng và đổ xe. Với sự tự tin này, không lẽ tôi không cho điểm thì cũng kỳ. Đúng rồi. Lượt thứ 2 dành cho Mia. Cố lên em. Cố lên chị ơi. Cố lên. Em nhớ là biển số 3 bị thay đổi. Đúng rồi đó. Biển số 3 thay đổi là đúng. Đúng rồi. Tên gốc là gì? Em không nhớ là cái gốc của nó là cái gì. Gốc của nó là cái gì ráng. 10 giây. À, đường cấm chạy xe đạp. Đường cấm chạy xe đạp. Đường cấm chạy xe đạp. Đáp án của Mia là đường cấm chạy xe đạp. Là một đáp án. Cấm Mia nhận điểm. Đi vô. Trật lất. Mời Nguyên. Mia đã gợi ý rồi, số 3 có sự thay đổi đó. Bây giờ, em nói là đúng. Không, em quên số 3 rồi, em nhớ chơi số khác. Chơi khác đi em. Chơi số khác nè. Mời em. Em không nhớ là cái số 8 hay cái số 9 nhưng mà em chọn cái số 9. Đúng. Số 9. Cái số 9 là... Nhắc bài kìa, nhắc bài kìa. Đi vô. Không, em nhớ, hồi lúc mà em múa mọi người nhớ không? Đó là... Đó đúng rồi hả, vô rồi đó, vô. Giao nhau với vòng xuyến. Đáp án cuối cùng của em là... Giao nhau với vòng xuyến. Giao nhau với vòng xuyến là một đáp án. Tinh tinh. Chính xác, chúc mừng. Mia ơi, băng qua đường nữa là bị phạt. Bây giờ là lượt của Mia. Hãy trả lời đúng một lần để cho người khác trầm trồ xem nào. Em nhớ cái bài biển báo mà bị thay đổi là em số không mấy? Nhớ cái trước đó. 8. Quá lượt, không 7. Chơi nữa. Quá lượt, không chơi nữa. Mời Nguyên. Bây giờ quyết định số 3 đi. Số 3. Số 3 sẽ là cấm đi. Không. Không nhắc. Không, em nghĩ là cấm xe thô sơ. Đáp án cuối cùng cấm là cấm xe thô sơ. Số 3
cấm xe thô sơ là biển báo gốc. Đây là một đáp án chưa chính xác. Mời Mia. Hoặc nếu như các bạn không nhớ nữa thì chúng tôi sẽ dừng luôn lần dừng này. Luôn đi. Em chưa muốn dừng đây, em muốn đón. Thôi dừng đi em. Mời Nguyên. Em đón lại nha. Giờ cái số 8 đi. Cái số 8 sẽ là đường ưu tiên. Số 8, đường ưu tiên. Và đáp án của chương trình là chính xác, chúc mừng. Sao tôi tìm cái câu trả lời đúng? Sao khó quá? Nào, hồi xưa có hôn môi xa, hôm nay có đập tay xa. Mia, đi gì á? Đi dưới đây nè, chứ không phải đi gì dưới. Cho coi một lần nữa với hai cái ô, tụi em ráng nha, còn hai ô nữa đó. Bây giờ sẽ cho tụi em coi rất là nhanh thôi, chớp nhoáng trong vòng 5 giây thôi. Coi. 5, 4, 3. Mời Nguyên. Dạ, cái số 3 là đường dành cho xe thô sơ. Số 3, đường dành cho xe thô sơ là một đáp án chính xác, chúc mừng. Mia, còn một lượt nữa của em. Em ráng lên. Dạ, số 5 là chỗ ngoặt nguy hiểm dòng bên trái. Chỗ ngoặt nguy hiểm. Ôi, dòng bên trái. Ôi, hay quá. Yeah, chị. Đáp án của Mia là một đáp án chính xác, chúc mừng. Hay quá. Biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái. Và bây giờ chúng ta sẽ xem lại xem những vị trí đã bị thay đổi như sau. Đây, số 2 là cấm dừng và đổ xe nè. Số 3, đường dành cho xe thô sơ. Số 5, chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái. Và số 8, đường ưu tiên. Số 9 cuối cùng là nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến. Và kết thúc lượt số 2, Mia đã có thêm một món đồ nữa. Dạ. Còn Nguyên, bạn đã được thêm 4 món đồ nữa. Vậy là tỷ số hiện nay kết thúc vòng 1 như sau: 7-3 nghiêng về đội của Jin Tu Kiệt. Xin được chúc mừng. Đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh đèn đỏ. Mia, anh nói thiệt nè, trong tất cả hai lượt chơi vừa rồi đó, em có quen với cái biển báo nào không? Em quen hết. Em quen hết. Mà em trả lời đúng được một câu. Mình lâu lâu mình quên thôi. À dạ. Em giờ bộ không biết đó, chứ thật ra em biết hết. Thật ra em biết hết. Ừ. Còn Nguyên sao? Tới cái phần của em thì em nhớ là cái biển báo xăng là em nhớ nhất. Dạ. Với lại cấm dừng đổ. À hả. Đi đâu em cũng thấy cái đó chứ không hiểu sao nữa. Có nhiều biển báo khá là quen thuộc. Còn bên đây sao? Hai chàng trai Jin, mình đi ô tô rồi thì những cái biển báo này đã bao giờ mình đi mình gặp ở trên đường chưa? Dạ đa phần là em thấy hết rồi, chỉ có mỗi cái biển đường hầm thì em ít thấy thôi. Với lại cái biển báo con nai đó. Con nai đó anh. Con nai nữa. Em có thấy rồi, khi mà ví dụ như anh đi mấy cái khu vực mà giống như đèo Ninh Thuận đó, những khu vực mà có rừng á thì đó là biển cảnh báo là có thú vật sẽ chạy đúng chân ngang qua. Đó. Dạ. Còn mình sao? Thật ra là 20 cái biển này đơn giản với em lắm. Tụi em về chung một đội là đúng rồi đó. Mà tụi em rành biển báo lắm mà mình thua nha em nhá. Đâu có sao đâu, mình còn ra em biết mà. Cái chiến thuật có đội bên chị Mia với mình là nhường bên em. Đúng. Chiến thuật nhường. Dạ, nói đúng. Nhường. Quý vị thân mến, lượt đầu tiên thì hai đội chơi sẽ nhận được những phụ tùng của mình như sau. Jin thì được 7 món em ơi. Rồi còn vô tư anh à. Vô tư. Còn Quang Minh thì được khiêm tốn 3 món. Chìa khóa. Bé ơi, Minh ơi của nhà bạn nha. Trời nha. Mình thì mình trời ơi, ăn trộm. Xe mình phải có chìa khóa nè. Lấy cái gì chứ? Có vô lăng, vô ơ. Chìa khóa. Anh ơi, mình lấy xương thôi, mình lấy 7 món thôi, đừng lấy bàn đà lắm. Chân ga đi, chân ga chân thắng nha. Vô lăng. Trời, 4 cái bánh luôn nè. Lấy tiền nhớt đi. Để dành sang người ta thắng cái trận cuối, người ta đi về luôn. Hợp lý luôn. Dạ. Xin mời các bạn trở về vị trí của mình. Rồi, hiện nay thì chúng ta có thể nhận thấy chiếc xe của nhà Jin Tuấn Kiệt thì đang thiếu cái bình xăng thôi. Còn bên đây thiếu nhiều món quá, không biết là các bạn có vượt qua được hay không để đến với vòng 3. Bây giờ mình tự nhận xét về đội mình đi, để mình lấy động lực để mình chơi ở vòng tiếp đúng theo rồi. Nào Mia, nói một điều gì đó đi em. Đội em hay mà. Đúng rồi, có hay mà. Hay. Đội em hay. Cảm ơn em rất nhiều. Yeah. Xin Tuấn Kiệt. Thực ra thì đối với đội em là em lấy như đây là đa phần là em nghĩ là chắc cũng sẽ đem xe được về rồi. Dạ. Tại vì em sẽ về em thiết kế lại, em chế xe chạy năng lượng mặt trời. Không cần xăng nữa. Đúng. Quý vị thân mến, vậy là vòng 1 đã khép lại ở đây. Chúng tôi xin được phép bật đèn đỏ. Quý vị đừng chuyển kênh nha. Chúng tôi sẽ bật đèn xanh để quay trở lại sau ít phút quảng cáo.
Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng thi đấu thứ hai mang tên Vượt Chướng Ngại Vật. Hai đội chơi thân mến, thường ông bà ta có câu đi tới nơi, về cho tới chốn. Thì đây là một trò chơi mang ý nghĩa tương tự. Chắc là mời hai chàng trai đến đây thị phạm cho hai cô gái dễ hiểu hơn. Hai thành viên của mỗi đội, mỗi người một vị trí, đầu và cuối. Lưu ý, khi cầm lên, tay chúng ta không được chạm vào vạch quy định của chương trình. Nhiệm vụ của các bạn đó chính là mỗi đội sẽ phải di chuyển làm sao cho quả banh từ vạch xuất phát về đích và để vào được trong cái rổ ở bên kia thì các bạn mới ghi điểm được. Rồi bây giờ mình thử nha. Diễn Tuấn Kiệt ở phía trước, Khoan Minh ở phía sau. Trong quá trình vượt qua những chướng ngại vật như thế này, mang banh về đích, người đầu tiên không được xoay mặt lại. Nếu như các bạn xoay mặt lại, các bạn phạm quy. Người ở đằng sau, các bạn sẽ phải dùng lời nói của mình miêu tả làm cho người ở phía trước di chuyển làm sao cho hợp lý nhất. Đó, thử nè. Thằng ấy, đúng rồi. Cứ đi di chuyển qua bánh xe, di chuyển lên, lên. Đó, cứ đi. À, mỗi đội chơi sẽ mang 3 quả banh về trong chiếc rổ. Trong vòng thời gian sớm hơn, chắc chắn đội đó sẽ đội chiến thắng. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu đầu tiên của đội đen xanh đen đỏ, thời gian bắt đầu. Tết em không được quay lại nha. Khoan, chưa để bạn. Đi luôn. Rồi đầu nha, rồi đây. Từ từ thôi, đừng có đi vội. Đi nhanh lên em. Không được đẩy banh vào trong ngực của mình để giữ banh lại. Cứ đi. Từ từ thôi. Cố lên. Di chuyển lại từ bắt đầu. Lại. Có lại nha. Cố lên. Rồi đi. Từ từ bình tĩnh thôi, chậm mà chắc. Màu vàng hợp với màu áo nè, chắc là ngon lành nè. Quá rồi. Đúng rồi, cứ từ từ vậy thôi. Chờ kiếm qua cầu nữa là đi nè. Đi ra, kêu thả, thẳng thả nha. Mang về đích rất là quan trọng nha. Nhóm tới miếng nữa đi. Rồi, từ từ. Ui, khoan. Khoan. Vào không? Không à. Lại. Đổi bông thủy nè, treo màu đỏ nè. Đừng để rơi banh nha, chúng ta phải di chuyển lại từ đầu. Từ từ thôi. Ráng giữ chặt cái tay. Đây là cái phần khó nhất. Từ từ. Vâng, một quả rồi, tiếp tục ạ. Màu đỏ có vẻ hợp phong thủy á. Lấy đùa sẽ rồi, tiếp nha. Rồi từ từ nha, đang đi về em bé rổ rồi. Xin lỗi. Không được phá nữa bạn. Rồi đi. Không được nhìn quay đầu lại em nha. Nếu như các bạn thắng được trái thứ 3 thì các bạn đã về đích rồi ạ. Cố lên. Chỉ 3 quả thôi. Từ từ nè, tới rồi, thả đã. Thời gian có dừng lại hay không? Thủy gói xuống em. Bình tĩnh. Thủy gói xuống, từ từ. Thủy đi. Từ từ. Wow, thời gian dừng lại. Chúc mừng các bạn nha.
Mọi người thân mến, thật sự ra rất là khó khăn để có thể người đằng sau hỗ trợ cho người đằng trước di chuyển thật là thăng bằng để đưa được quả banh về đích. Chắc chắn là đội của Mia và Quang Minh sẽ phải vượt qua cái thời gian này nếu như muốn là đội chiến thắng. Xin mời các bạn vào vị trí ạ. Thời gian 3 phút 39 giây nha, của Xin Tuấn Kiệt nha. Các bạn sẵn sàng chưa? Dạ. Thời gian dành cho đội của Mia bắt đầu. Cố lên. Cố lên. Rồi đi nè. Cứ từ từ đi thôi, không có gì mà vội cả. Bên kia cứ đi như mẫu mà. Cứ đi thôi, chị cứ đi bình thường thôi. Đó, ở đây em lo rồi. Sao làm gì mặt chị căng quá vậy? Đó, thấy không? Thấy không? Đó, chị cứ đi bình thường thôi. Cố lên trời. Khi nào đi tiếp kìa. Cứ đi tiếp thôi. Khi nào mà em kêu là dừng thì dừng. Không, dạ, không được quay đầu lại, không được quay đầu lại nha. Em rồi, đó, nghe chị, em cười với khán giả mà. Cứ đi đi chị ơi, cứ đi chị ơi. Tiếp đi. Đi tiếp chị. Bữa bắn chân ra, bắn chân ra. Từ từ nha. Rồi. Rồi thả luôn. Rồi thả. Rồi. Rồi, tiếp lẹ lên. Trời ơi, còn ăn mừng nữa. Mia, em để ngang hông á Mia. Đơn giản mà, 3 trái đâu có 30 đâu. Anh xù, anh coi kìa, chơi lợi mặt nữa chứ. Lợi mặt. Ôi, chào khán giả kiểu. Làm anh buông tay ra, mình vẫy tay chào khán giả cái nè. Đúng rồi, vẫy tay chào nè. Đó, Quang Duyên hay họ. Thiệt. Mình phải làm sao để cho các bạn phải giữa nha. Đi tiếp chị ơi. Đi tiếp nè. Khoan nè. Buồn cái mới kịp thời gian. Sao nữa? Chậm quá là mất thả. Rồi, đi lên. 1 phút mấy rồi, cố lên nào. Đi chị. Cứ đi thôi. Đó, đúng rồi. Rồi, buông tay ra mình chào vua hậu nè, lên bục rồi nè. Trời ơi, đi tiếp chị ơi. Quả bóng này nó thăng bằng tốt lắm. Coi chừng Phạm Huy nha. Đi, đó. Cứ đi thôi. Hết giờ chị ơi. Cứ đi thôi. Dễ gì hại được trời gì. Trời ơi, từ từ. Chị lên một bước nữa, lên một bước. Tôi nghĩ cái này ra ngoài. Được chưa? Này ra ngoài. Lẹ. 1 phút nữa thôi, cố lên. Lẹ lên. Đi. Đợt này là không có cười nữa đâu nha mọi người. Ok. Chào các anh chị, chào. Không qua hậu tinh thiện nữa hả? Hết vui. Khoan à. Rồi, đi. Hả? Đi tiếp đi chị ơi. Rồi, nằm cái rổ này. Một bước đó, tiến một bước. Rồi, từ từ. Thấp xuống, hạ trong tâm xuống xíu. Và dừng thời gian 3 phút 04 giây. Và chắc chắn đội chơi chiến thắng ngày hôm nay với vòng 2 sẽ được chúc mừng cái đội Mia. Đó, em nói mà, đội này là chơi chiến thuật nhường vòng 1. Rồi, trong cái không khí vui vẻ này, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội để lấy phụ tùng. Nào, qua lấy 2 phụ tùng. Dưới thứ kia, đội bạn được 1 phụ tùng. Nghe đồn đội bệnh thắng vòng 2 đúng không? Mà sao lấy được có 2 cái thôi hả? Lấy 1 cái hơi đủ rồi nè. Chúc mừng. Đó, mời em ghép vô trên cái lưới. Dưới thứ kia, mời bạn gắn lên trên luôn. Cảm giác như thế nào khi đã lấy được cái phụ kiện cuối cùng hả Jin? Dạ vui. Vui. Vì tụi em sắp được về nhà rồi. Đúng rồi. Và hiện nay đội Xin Tuấn Kiệt đang có 8 món phụ tùng. Và Mia cũng như Quang Minh, các bạn đang có 5 món phụ tùng. Và bây giờ tất cả quý vị và các bạn khán giả thân mến, đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Xin mời. Minh Sự đã quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Và hai đội chơi thân mến, đây là vòng cuối cùng của chúng ta mang tên là Về Nhà Đi Ăn. Anh có một câu thơ dành tặng cho bọn em. Đây là những cái thông điệp rất là dễ thương đến từ chương trình. Nhiễu điều phụ lấy giá gương, đi xe nhường nhịn là thương chính mình. Hợp lý. Quá hay luôn không? Xuất sắc. Thế bây giờ là Mia, em có câu gì là xuất khẩu thành thơ, em đối thơ lại cho anh coi nè. Cũng nhiễu điều phụ lấy giá gương. Đúng. Đi xe không thắng, đúng không cả nhà?
Jin gỡ gạt lại. Nhiều điều phụ lấy nhiều giá điều gương. Phụ lấy giá gương. Để ừ. coi, để coi sao nè. Đi đến nơi về đến chỗ. Thôi được rồi, cái này dễ hơn cho hai đội chơi đây. Luật chơi cái vòng thứ 3 của chúng ta như sau. Luật chơi vòng 3 về nhà đi ăn. Tại vòng 3, đội chơi nào thu về đủ 8 món phụ tùng thì có thể bắt đầu trả lời bộ câu hỏi gồm 4 câu trắc nghiệm và 4 câu hỏi đáp để chinh phục 6 cục bốc tiền thưởng. Trong trường hợp đội chơi nào không thu đủ 8 phụ tùng xe ở hai vòng đầu thì phải trả lời đúng số câu hỏi tương đương với số phụ tùng còn thiếu trong gói 8 câu hỏi. Mỗi đáp án đúng, đội chơi sẽ chỉ chinh phục được 1 mốc tiền thưởng. Sau khi hoàn thành xong bộ câu hỏi, đội chơi dừng ở mốc tiền thưởng nào sẽ nhận được số tiền thưởng tương đương. Hiện tại thì đội của Mia và Quang Minh đang thiếu mất 3 phụ kiện, cho nên các bạn sẽ phải trả lời 3 câu trước. Thế thì cái cột mốc điểm thưởng của mình nó sẽ bị lùi lại một tí xíu. Để hoàn thành xong cả 8 phụ tùng thì chúng ta mới về nhà được. Và chắc là Jin Tuấn Kiệt cùng với bạn Nguyên. Bây giờ thì Minh Sù mời các bạn về một khu vực VIP ở bên trong. Ok. Cố lên chị. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho đội M Bình Phương hoàn thành xong những móc phụ kiện của mình trước khi chúng ta về nhà với một chiếc xe hoàn chỉnh. Mời các bạn vào vị trí ở đây ạ. Và bây giờ sẽ là những câu hỏi dành cho đội của Mia và Quang Minh. Câu hỏi đầu tiên như sau. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện giao thông phải nhường đường như thế nào? A. Phải nhường đường cho xe bên phải. B. Xe báo hiệu xin đường trước, xe đó được đi trước. Và C. Phải nhường đường cho xe đi bên trái. 30 giây trả lời bắt đầu. Cái vòng xuyến là không, chị nghĩ chỉ là A hoặc là C thôi. Cái A đó là phải nhường đường cho xe đi bên phải. Ừ. Là cái là ngoài xa vòng xuyến. Còn bên trái là gần vòng xuyến. Nên là mình sẽ phải nhường cho cái người bên trái. Xin mời các bạn. C. Đáp án C. Và C là một đáp án chính xác, chúc mừng. Hay không? Vậy là các bạn lấy được một phụ kiện nữa. Lấy Để em lấy ra chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Em hãy lấy một bánh nữa đi em. Yeah. Gắn lên trên xe mình. Câu hỏi số 2 như sau. Khi có tín hiệu xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì? A. Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên trái để nhường đường. B. Phải nhanh chóng tăng tốc độ, tránh sát lề đường để nhường đường cho xe ưu tiên, cấm các hành vi gây cản trở xe ưu tiên. Và C. Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên. Quá dễ. 30 giây bắt đầu. Em tin chị. C. Chuẩn luôn. Không cần tới 30 giây và đây là một đáp án. Lấy phụ kiện đi. Yeah. Đúng rồi, bánh xe. Cái cuối cùng mới đổ xăng sao? Đúng rồi, đủ phụ kiện đã chứ. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 3. Khái niệm giải phân cách được hiểu như thế nào là đúng? A. Là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ. B. Là bộ phận của đường để xác định ranh giới của đất dành cho đường bộ theo chiều ngang của đường. Và C. Là bộ phận của đường để ngăn cách không cho các loại xe vào những nơi không được phép. 30 giây bắt đầu. Em nghĩ gì? Em nghĩ gì? Em nghĩ giống chị đó. Cái này chúng ta cũng không cần 30 giây luôn. À đúng không? Đúng rồi. Ôi trời ơi. À. Không cần tới 30 giây một lần nữa. Và A là đáp án cuối cùng của đội Mia và Quang Minh. Đây là một đáp án. Chúc mừng. Yeah. Wow, tự tin. Xe bắt đầu được rồ máy lên để mình di chuyển đây. Chúng ta chỉ còn lại 5 câu hỏi mà thôi. Ráng trả lời càng đúng nhiều câu càng có nhiều tiền. Câu hỏi tiếp theo như sau. Khi đi từ đường nhánh ra đường chính, người lái xe phải xử lý như thế nào là đúng quy tắc giao thông? A. Giảm tốc độ, nhường đường cho xe trên đường chính. B. Nháy đèn, bấm còi để xe đi trên đường chính biết và tăng tốc độ cho xe đi ra đường chính. Và C. Quan sát xe đang đi trên đường chính. Nếu là xe có kích thước lớn hơn thì phải nhường đường, xe có kích thước nhỏ hơn thì tăng tốc độ cho xe đi ra đường chính. 30 giây bắt đầu. Cái điều đầu tiên là phải nháy đúng đèn rồi. Kiểu gì phải có phải bấm còi nó cho người ta biết nó. Đáp án của em là B. B. Đáp án chính xác của chương trình là B. Là một đáp án không chính xác. B. Là một đáp án không chính xác. Đáp án chính xác đó chính là A.
giảm tốc độ, nhường đường cho xe trên đường chính. Bởi vì cái đường chính đó xe đang di chuyển mà, cho nên mình phải giảm tốc độ lại trước. Sau đó thì mình mới từ từ mình đi ra. Và bây giờ câu hỏi tiếp theo dành cho Mia và Quang Minh như sau. Đây là câu hỏi đáp. Câu hỏi như sau: cấm xe tải nặng lưu thông trong khu vực nội thành, thành phố vào khung giờ nào? 30 giây bắt đầu. 8 giờ sáng. Từ 8 giờ cho đến 21 giờ. 8 giờ sáng cho tới 21 giờ đêm. Đây là một đáp án chưa chính xác. Thời gian cấm xe tải nặng lưu thông trong khu vực nội thành, thành phố là từ 6 giờ sáng cho tới 22 giờ tối. Thật sự ra thì trừ một số tuyến hành lang được đúng cho rồi. Phép lưu thông. Còn cái đây là tình hình chung dành cho tất cả các xe tải nặng. Xe tải nhà em đi tuyến hành lang rồi. Nhà em có xe tải? Nhà em có 3-4 chiếc xe tải lận. Ờ, vậy là hôm nay em đi đến phim trường là xe bằng xe tải. Thôi em đi đưa ôm, hồi em về đưa ôm luôn mà. Vâng, câu hỏi tiếp theo như sau. Khi điều khiển xe chạy trên đoạn đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế thì người lái xe muốn vượt xe khác thì phải xử lý như thế nào? Bấm xi nhan thôi. Đúng rồi, đang nghĩ luôn. Đúng rồi, chỉ có bấm xi nhan, ví dụ như là em nhớ không làm, hình như là phải vượt bên trái. Thì lúc đó phải quan sát xung quanh trước, xong sau đó bấm nhan. Bấm nhan rồi mới từ từ. Thế nếu không có vật gì cản trở thì mình từ từ mình vòng qua. Đó, câu trả lời của em là như vậy. Đó là câu trả lời rất là từ của Mia. Đáp án của chương trình là chưa chính xác. Bởi vì các bạn phải đọc kỹ câu hỏi là trên đoạn đường vòng, đầu dốc hoặc là vị trí có tầm nhìn hạn chế luôn. Hạn chế là mình không có thể thấy rồi. Được ở phía trước nó như thế nào. Mà mình bây giờ mình bấm đèn xi nhan mà mình vẫn từ từ tràn lên thì cũng không được. Tại vì trên kia lỡ như nó có một cái xe nó đang chạy ngược chiều về thì sao, đúng không? Sẽ rất là nguy hiểm cho cái xe đó. Giống như đi đèo vậy anh hả? Chính xác. À, không được vượt. Và đáp án của chương trình là không được vượt. Câu hỏi tiếp theo như sau. Năm 2020 là năm có chủ đề an toàn giao thông là gì? Ngày 1 tháng 1 năm 2020 mới ra điều luật ai uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông đều bị phạt. À, đúng rồi. Đúng không? Hay đó em. Trời ơi. Trả lời đi. Năm 2020 chủ đề đó là khi tham gia giao thông nói không với rượu bia. Và đây là câu trả lời hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Chính xác hơn đó chính là đã uống rượu bia không lái xe. Đây chính là câu slogan mà hy vọng rằng là tất cả mọi nhà khi mà chúng ta theo dõi chương trình này thì chúng ta sẽ ghi nhớ, khi mà chúng ta tham gia giao thông ở trên đường thì chúng ta sẽ nói không với rượu bia nhé, để bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình trước, sau đó là những người mà chúng ta đang di chuyển và chở họ trên xe. Câu hỏi cuối cùng dành cho hai bạn như sau. Đường đảm bảo giao thông chủ yếu trong khu vực được gọi là đường gì? 30 giây bắt đầu. Là đường chạy đúng không anh? Đường chạy xe đúng không? Là đường bộ á. 5. Đường bộ hả? Ừ. 4. 3. Trả lời đi em. 2. Tại vì nó có đường bộ này, đường không này, đường thủy này. Ở đường bộ. Đường bộ là đáp án cuối cùng của đội Mia và Quang Minh. Đáp án chính xác của chương trình là đường chính. Chủ yếu em ạ, là đường chính mới là đoán chính xác. Quan trọng là mình đi xe ôm là dư tiền rồi, không sao. Ờ ha. Đúng, chúng ta khoan hẳn đi xe ôm. Dạ. Ở lại nơi đây để theo dõi xem là Jin Tuấn Kiệt và bạn Nguyên sẽ đi được bao nhiêu cột mốc em ạ. Nha. Chúc mừng cho đội của Mia đã có cột mốc là 1 triệu đồng tiền thưởng. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta có thể nhận thấy Jin Tuấn Kiệt và bạn Nguyên đã quay trở lại sân khấu rồi. Và chắc chắn xin được dành tặng cho các bạn cột mốc đầu tiên. Yo! Đó! Bởi vì đội của các bạn đã hoàn thành xong được 8 phụ kiện cho nên là hiện tại cột mốc các bạn sẽ phải chinh phục là bắt đầu từ 1 triệu đồng. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Câu hỏi đầu tiên như sau. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện giao thông phải nhường đường như thế nào? A. Phải nhường đường cho xe bên phải. B. Xe báo hiệu xin đường trước, xe đó được đi trước. C. Phải nhường đường cho xe đi bên trái. 30 giây bắt đầu. Theo đội em nhớ là câu A, phải nhường xe cho xe bên phải. Câu A, phải nhường đường cho xe đi bên phải là câu trả lời chưa chính xác. Ủa vậy hả? Cái lộn bên phải. Trái. Chính xác rồi, phải là câu C mới đúng. Câu hỏi tiếp theo như sau. Khi có tín hiệu xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì?
A. Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên trái để nhường đường. B. Phải nhanh chóng tăng tốc độ, tránh sát lề đường để nhường đường cho xe ưu tiên, cấm các hành vi cản trở xe ưu tiên. Và C. Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên. 30 giây bắt đầu. Nói luôn đi em. Ok, giờ tụi em chọn luôn anh. Để tụi em chọn là câu C. Bao nhiêu phần trăm tụi em nghĩ là đúng? 100%. Và đây là câu trả lời hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Câu hỏi tiếp theo như sau. Nếu như trả lời đúng, các bạn sẽ có cục mốc là 3 triệu đồng tiền thưởng. Khái niệm giải phân cách được hiểu như thế nào? A. Là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ. B. Là bộ phận của đường để xác định ranh giới của đất dành cho đường bộ theo chiều ngang của đường. Và C. Là bộ phận của đường để ngăn cách không cho các loại xe vào những nơi không được phép. 30 giây bắt đầu. Nghĩ câu A đúng không? Chắc câu A quá, đội em nghĩ là câu A, thống nhất câu A. Bao nhiêu phần trăm? 100%. 99%. Có muốn thay đổi không ạ? Dạ không. Dạ không ạ. Em tin tưởng hoàn toàn vào đội của em. 3 triệu đồng có được di chuyển về phía các bạn hay không? Đây là câu trả lời hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Yeah. Câu hỏi số 4 như sau. Khi đi từ đường nhánh ra đường chính, người lái xe phải xử lý như thế nào là đúng quy tắc giao thông? A. Giảm tốc độ nhường đường cho xe trên đường chính. B. Nháy đèn, bấm còi để xe đi trên đường chính biết và tăng tốc độ cho xe ra đường chính. C. Quan sát xe đang đi trên đường chính. Nếu là xe có kích thước lớn hơn thì phải nhường đường, xe có kích thước nhỏ hơn thì tăng tốc độ cho xe đi ra đường chính. Wow. Theo như đội em hỏi ý thì em thấy câu B, câu C nó hơi bị kiểu là sai. Nó không đúng. Mình quan sát nhưng mà đâu có phải là xe nhỏ là mình chạy ra luôn đâu. Mình vậy là sai, lỡ gây tai nạn sao anh? Dạ. Đó, câu B cô không đúng. Nghĩa là phải quan sát đi từ từ ra chứ không được tăng tốc như vậy. Tăng tốc vậy sẽ rất là dễ gây nguy hiểm. Dạ. Em nghĩ là câu A sẽ hợp lý. Và câu trả lời chính xác của chương trình đó chính là câu A. Chúc mừng. Yeah. Yeah. Các bạn đã có cột mốc của mình là 6 triệu đồng rồi ạ. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi đáp. Cấm xe tải nặng lưu thông trong khu vực nội thành thành phố vào khung giờ nào? 30 giây bắt đầu. Theo em nhớ là nó có hai khung giờ cấm tải. Tại vì mấy anh xe tải là chỉ vô được buổi khuya nè. Xong rồi mấy anh chạy tới khoảng 4-5 giờ sáng là mấy anh phải đi ra ngoài thành phố rồi. Là em nghĩ cái khung giờ cấm là sẽ có chắc là khoảng từ 6 giờ cho tới... 9 hoặc 10 giờ thì em nhớ là cỡ đó. Không phải 10 đâu, chắc 9. Không, 9 hả? 9 giờ đúng rồi. Sáng là từ 6 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng. Còn buổi chiều là từ 4 giờ chiều cho tới khoảng 8 giờ tối. Đáp án cuối cùng chưa? Dạ, cuối cùng. Đáp án cuối cùng của các bạn rồi. Và đây là một đáp án chưa khớp với chương trình. Ok đó. Vâng. À, các bạn phải lưu ý là xe tải nặng luôn nha. Quên mất tải nặng là cấm luôn từ nguyên ngày luôn tới cấm khuya, luôn nguyên một ngày từ 6 giờ sáng cho tới 22 giờ đêm. Bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Khi điều khiển xe chạy trên đoạn đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế, người lái xe muốn vượt xe khác phải xử lý như thế nào? 30 giây bắt đầu. Theo bước cơ bản mà em biết thôi nha, là đầu tiên sẽ bật xi nhan trái để mình xin đường cho xe phía trước và xe phía sau thấy được là mình muốn vượt xe. Sau đó là mình có thể báo hiệu bằng cách đá đèn pha để cho xe phía trước biết được tín hiệu là mình muốn xin đường. Thì sau đó khi mà mình đợi xe phía trước xi nhan phải đi vô bên phải rồi mình mới đầu đi qua. Điên lên. Câu trả lời cuối cùng đúng không ạ? Dạ, cuối cùng. Trong câu hỏi này của chương trình thì câu trả lời vừa rồi chưa chính xác. Quên đầu dốc là không đúng được. Đúng rồi, quên mất. Và câu trả lời của chương trình chắc chắn rồi, không được vượt. Chúng ta cứ từ từ để xe phía trước di chuyển qua cái vị trí đó rồi mình sẽ tiếp tục di chuyển sau. Câu hỏi tiếp theo rất dễ như sau. Năm 2020 là năm có chủ đề an toàn giao thông là gì? Mới vừa ra đây hồi tháng 1 sẽ xử lý gắt cái vụ mà rượu bia nè, uống rượu bia nồng độ cồn đó. Không lái xe khi có rượu bia. Không lái xe khi có rượu bia đi. Không lái xe khi có rượu bia hoặc là không uống rượu bia khi lái xe. Dạ. Nó đồng nghĩa mà đúng không? Chính xác, chúc mừng nha. Yeah. Câu chính xác hơn của Bộ luật An toàn giao thông với chủ đề năm 2020 đó chính là đã uống rượu bia không lái xe. Chúng ta còn lại một câu hỏi nữa thôi. Nếu như đúng, các bạn sẽ có cột mốc là 20 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Đường đảm bảo giao thông chủ yếu trong khu vực được gọi là đường gì?
30 giây bắt đầu. Trong khu vực. Trong khu vực. Được gọi là đường gì? Đường bộ à? 5 4 chắc đường 3 2 1 hết giờ. Xin mời các bạn. Chắc là đường nội bộ quá. Đường nội bộ. Và đáp án của chương trình là chắc sai quá. Đường chính. Rất là tiếc. Vậy là trải qua 8 câu hỏi với 6 cục móc tiền thưởng thì các bạn đang dừng lại ở vị trí là 10 triệu đồng. Chúc mừng. Xin được mời Mia và Quang Minh quay lại sân khấu được không ạ? Quý vị thân mến, chúng ta đã khép lại 3 vòng thi đấu của chương trình Về Nhà Đi Anh ngày hôm nay ở đây với hai đội chơi rất là dễ thương, duyên dáng. Nhưng mà thực sự ra thì nói về kiến thức an toàn giao thông thì chúng ta cũng chưa thể nắm 100% được đúng không ạ? Mà nhờ có chương trình này thì chúng ta mới được bổ sung thêm những cái thông tin rất là quý giá với việc là những người lưu thông ở trên đường và tham gia giao thông trên đường. Không chỉ riêng là đi một mình mà mình sẽ di chuyển cùng với những người mà chúng ta yêu thương nữa. Và biết đâu được đây sẽ là những kiến thức giúp cho tất cả chúng ta sẽ cảm thấy an toàn hơn và hạnh phúc hơn trong tương lai. Còn bây giờ phần công bố kết quả đã đến. Jin. Dạ. Nhìn số mấy? Số 1. Ừ. Đội mình được bao nhiêu? 10. Mười. Chết. Còn số 0 nữa đâu rồi? Không hả anh? Thiếu số 0. Không có thiếu em ơi, nó nằm đây nè em ơi. À, 10 triệu thì yeah. Đội mà. Còn 1 triệu này thì phải ở đây. Yeah. Thôi đừng có buồn, có 1 triệu đi xa ôm nè. 10 triệu. Dạ. Ừ. Em sẽ dẫn anh đi ăn. Yeah. Đi đi bằng xe máy hay là bằng xe tô? Đi taxi anh. Lỡ mình ăn là mình có uống đúng không? Mình đúng. Không nên đi xe. Hợp lý luôn. Trời ơi. Vậy có thêm tiền. Ủa gì luôn nữa? Có 1 triệu rồi. Bên đây mình đi ăn cái gì? Mình đi ăn tôm hùm đi anh. Bên đây đi ăn tép được chưa? Có bánh tráng trộn nó có tép ở trong đó nha. Chúc mấy đứa ăn vui. Quý vị thân mến, hai đội chơi ngày hôm nay đã có số tiền thưởng cho riêng mình. Và đừng quên nhé, đồng hành cùng với chúng tôi để đến với những cái kiến thức mới của an toàn giao thông. Vào tuần sau là thời gian mà chúng ta sẽ gặp nhau. Chương trình Về Nhà Đi Anh do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện sẽ được khép lại tại đây. Minh Xuân xin chào nha. Hẹn gặp lại vào tuần sau.